Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hoan 801 đây. Và hôm nay mình sẽ chơi Survival Explorer, nhà thám hiểm. Thì anh này sau khi được tăng sức mạnh sẽ tìm được tối đa là 3 mảnh giấy, giúp sửa máy được nhanh hơn 50%. Và tìm nào mà có anh ấy thì thắng là chuyện rất là đơn giản thôi, vì anh ấy sửa máy nhanh mà. Đó, đầu tiên nhìn sơ ngoại hình, màu xanh lịch lãm. Đó, chúng ta chỉ cần bấm nhỏ quyển sách lại và đi theo hướng mũi tên chỉa thẳng lên là kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm thấy cuốn sách. À, chúng ta sẽ tìm thấy tờ giấy để mà giúp chúng ta giải mã máy. Và hôm nay mình trang bị cho anh ấy một cái bông hồng màu vàng. Các bạn thấy solid anh không? À, hình như mình thu nhỏ luôn thì con bad boy nó cũng thu nhỏ theo mình các bạn ạ. Đúng rồi. Chủ với lại bét đồng tâm hiệp lực. Cho các bạn nhìn sơ con voi bé bé xinh xinh. Đấy, hôm nọ mình có làm một cái video cũng nói về cái con voi này rồi. Các bạn thấy nó đẹp không? Tự nhiên có con voi xong những cái con bét khác ở trong shop cảm thấy như là mình không muốn quan tâm đến nó nữa, bởi vì con bét voi này quá đủ để đẹp rồi. Thật sự là như vậy. Và mình đã tìm xong cái máy 50% rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm mảnh thứ hai. Chúng ta cứ đi theo mũi tên chỉ thẳng lên thôi. Lệch lạc đi mũi giờ là không được đâu. Đó, có dấu chấm than trên đầu là bắt đầu ngồi đào đất thôi, kiếm tờ giấy giải mã máy. Trời ơi, khi chúng ta kiếm được hai tờ giấy thì sửa máy trong một đốt nhạc các bạn ạ. Nhưng mà thời gian đào hai tờ giấy này chắc cũng sửa bằng một cái máy. Theo mình nghĩ là vậy. Và hình như hôm nay mình gặp Hunter gây xa. Bà chị này là bà chị mà không đáng để mua nha các bạn. Nó chỉ đẹp thôi, chứ thực sự ra thì yếu vãi lìn. Đây, mình sẽ sửa cho các bạn xem. And boom, xong. Các bạn thấy chưa? Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, một trận mà gặp 4 con như thế này thì tôi nói thật với các bạn luôn, Hunter AFK luôn, khỏi nói nhiều. Này, mình chuẩn bị kiếm được một tờ giấy nữa rồi. Rồi, tiếp tục đào bới, đào bới. Và team của mình hôm nay có một cô mỹ nhân và một anh lính đánh thuê. Hai người này chắc là đảm nhiệm chức năng nhây Hunter để cho những người có tâm làm việc với máy móc như mình hoạt động. Các bạn thấy đó, trong một trận đấu thì ai cũng muốn giành phần thắng cho mình thôi. Kể cả như mình muốn đăng clip lên thì lúc nào cũng phải đăng clip thắng cho các bạn xem rồi. Làm sao mà không là không thể mà thua được. Tất nhiên phải thua. Đăng mỗi clip lên là một lần sử dụng rất là nhiều pin điện thoại để mà chơi. Chơi nhiều ván và chọn ra những cái màn hay nhất để mà đăng lên cho các bạn xem cho vui. Đó. Và mong các bạn hãy ủng hộ kênh của mình. Ui giời ơi. Nói... nó ít cái đề co quá đi. Trời má. Ui sợ hụt kìa. Ai lêu 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 lêu. Má, mình không quen cái điều khiển ngược thế này các bạn ạ. Ý, sao bạn lỡ đánh hụt thế? Mình gà muốn chết. Ai chà. Đau đau đau. Chạy thôi, chạy thôi. Hình như con này nó cố gắng nó đuổi mình luôn. Ok, nhây được một tí nhưng mà đồng đội thoát rồi. Ui, nó vẫn theo mình kìa. Trời, đùa nhau. Chị gì ơi, thay em chị gì ơi. Ơi sao ơi. Vướng cái cây mới đau chứ. Man. Vâng,
chắc nó ngán con mỹ nhân quá cho nên nó không dám treo mình lên bóng. Đúng rồi đời. Ok, giờ có tiếp viện. Chữa cho mình cái. Ok, thank you baby. Tìm toàn những người tốt bụng. Các bạn không biết hiện đang ở đâu nhỉ? Mình đang ở trong miền Nam. Trời ơi, một buổi trưa 39, 40 độ. Cảm giác giống như là ui, trời này sao mà nóng thế. Mồ hôi ướt đầm đìa luôn các bạn ạ. Cho dù máy lạnh hay quạt thì chăng nữa cũng không xin nhê gì hết. Đó. Mình thấy trên Facebook người ta chế những cái bức ảnh ghép bản đồ Việt Nam vào mặt trời, mình thấy that is true. Đó là sự thật đấy, đó là điều đúng đắn đấy. Nóng muốn xỉu luôn. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sửa máy thôi. Vì sửa máy là cốt yếu của game này mà. Không sửa máy làm sao mà thắng. Trốn. Thu nhỏ để trốn chứ không dám sân si với anh ấy. Hồi nãy mình có cái máy mình đang sửa dở bên này, giờ mình đi chạy sang. Con mắt này thực sự ra thì chỉ để nhìn những người xung quanh chứ không giúp được cái gì hết. Những thằng survival nó tới gần thôi. Ô, mình đang tính sửa thì cái máy kia sửa xong rồi. Ok, mình sẽ đi mở cổng đã rồi mình sẽ cứu anh ấy sau. Chứ cổng không mở mà đi cứu người khó khăn lắm. Đường đâu mà thoát. À, mình thấy con mỹ nhân nó đang mở cổng rồi. Mình sẽ tới cứu anh như thế nào. Ồ, anh vẫn thoát được các bạn ạ. Và chúng ta hãy đứng ở gần cổng thì chúng ta hãy ping chat lên nhé. Để cho đồng đội biết cổng đang ở hướng nào và chúng ta đang ở đâu. Để mà có thể dễ dàng tìm cổng để mà thoát hơn. Chứ chúng ta mà im im là đồng đội mù mát là coi như tiêu. Khó thắng lắm. Thoát được không trời? Ồ, vẫn thoát được kìa. Đi đi. Đó, chúng ta hãy chat lên. Cổng đang mở, cổng đang mở. Đó. Và các bạn hãy ấn nút theo dõi và like video, comment dưới video cho mình để ủng hộ mình nhiều nhá. Thực sự ra thì mỗi lần đóng góp của các bạn là mỗi lần động lực các bạn đang tạo cho mình để mình đăng video cho vui thôi. Ôi, nó tới. Bố tiền sư. Chết rồi, làm sao đây? Ôi má, đùa nhau. Trời ơi, thôi lần này mình tiêu rồi. Ô, có vẻ nó không quan tâm đến mình sao? Nó không muốn thắng à? Kệ, tự cứu bản thân mình đã rồi anh tính. May mà mình lên nhánh 9 giờ có cái nhánh tự cứu thương đó. May quá. Ok, đi thôi, giờ không đi là chết chắc luôn. Bye bye chị gây xa. Và chúng ta hãy cùng xem là cái thằng này nó ở trong trò chơi nó có thoát được hay không.
Mẹ không thoát đi còn nhây nữa, lục hòm, lục đồ nữa. Mấy cái thứ nhây này hay chết các bạn. Nhây ngu. Nhây nó có nhiều loại, nhây ngu với nhây khôn. Mà thằng này nó thuộc diện khôn. Khôn thì các bạn không? À nhầm. Nhây ngu. Và nó nhanh quá, nó nhầm mất. Đó, những người chơi chay thì thường thường là sẽ được những cái skin đen đen bẩn bẩn như thế này. Trong nó có mình. Mình chơi chủ yếu chính là Hunter. Cho nên là từ khi mình chơi đến giờ mình toàn mua Hunter mình chơi thôi. Ít khi mua sơ. À, mua Survival lắm. Survival mình mua mỗi con mỹ nhân. Nó mới ra 2-3 ngày trước. Mình mua liền. Để mà test thử xem chỉ có mạnh hay không, mà sao rất nhiều người chơi trên YouTube người ta đăng lên cho mình xem. Và thật sự nó rất là đã. Nó cứu đồng đội phê lắm. Team mà có khoảng 1-2 con mỹ nhân thì trời ơi, làm sao mà cột bọn họ lên bóng bay mà cho lên ghế được. Cho nên các bạn hãy mua mỹ nhân. Nhưng mà nghe đồn nó sắp bị giảm sức mạnh rồi. Đáng buồn. Số phận của nó giống như con nữ tu sĩ. Nhưng mà con tu sĩ thật sự ra chê nó yếu, nhưng mình vẫn thấy người ta giảm sức mạnh nó thế thôi, nhưng mà nó vẫn vào map công viên, vẫn nhây rất là bình thường, rất là ổn, rất là ok. Cho dù có nép nó cơ nào chăng nữa thì chiều nó vẫn như vậy và nó vẫn bá đạo. Ok, chắc là sẽ chiến thắng thôi. Và xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.